triệt phá tổ chức môi giới mại dâm qua web đen. Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết việc bé gái không được đi học vì bố mẹ tranh chấp. Bắt tạm giam 5 bị can về hành vi tham ô tài sản. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tháng 8 năm 2024, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, kết hợp với giả soát trên không gian mạng, đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, phát hiện một đường dây môi giới, trụy lạc, thông qua các website đen. Quá trình điều tra, phòng cảnh sát hình sự phát hiện Đứng sau hàng loạt các bộ ảnh nóng của gái làm tiền trên các trang web đen là Trương Văn Tiến, sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Minh, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Hiện đang ở bản Hắc, xã Chí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, phát hiện Trương Văn Tiến đang có mặt tại đường Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trinh sát đã tiến hành bắt giữ. Cùng thời điểm trên, các tổ công tác đã kiểm tra hành chính nhà nghỉ MH3 ở phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và Homestay Star, địa chỉ tại ngõ 105 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi phạm pháp. Căn cứ chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra xác định tháng 6 năm 2024, Tiến truy cập vào các trang web đen liên lạc với ban quản trị để được cấp nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó, thông qua các trang web này, đối tượng nhận quảng cáo cho các gái bán dâm bằng cách đăng tải hình ảnh nóng, thông tin cùng số điện thoại liên hệ và nhận tiền từ những đối tượng này theo tháng. Trung bình, các cô gái sẽ trả cho Tiến từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng một tháng, tùy theo độ hot. Nếu cô gái nào muốn hình ảnh của mình được ra trang chủ, tiếp cận nhiều hơn với khách hàng và nhận nhiều đơn đặt hàng, thì sẽ trả khoản tiền cao hơn cho Tiến. Nhờ đó, hàng chục cô gái làm tiền đã trở thành đối tác của tù ông này. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã làm rõ vai trò của Đỗ Trọng Quý, sinh năm 1980, trú tại số 15, ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chủ Homestay Star và Lò Văn Bình, sinh năm 1989, trú tại thôn Tôm, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, là lễ tân Homestay Star trong đường dây môi giới, mua bán, chứa chấp hành vi phạm pháp trên. Theo đó, homestay của Quý hoạt động từ năm 2023. Quý thuê Bình làm lễ tân và trả lương với số tiền 7 triệu 300 nghìn đồng một tháng. Trong thời gian kinh doanh, Quý biết một số gái làm tiền thông qua mạng xã hội nên đã nghĩ cách tăng doanh thu cho cơ sở của mình. Ông chủ này đã cho các cô gái sinh hoạt, ăn ngủ hàng ngày tại homestay và không phải trả tiền phòng. Điều kiện là khi có khách, các cô gái này phải dẫn về cơ sở và thu tiền phòng từ những người mua. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới và chứa chấp mại dâm, tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Tiến, Đỗ Trọng Quý và Lò Văn Bình. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng trước pháp luật. Ngày mùng 1 tháng 9, ông Cao Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi ông nắm thông tin bé N ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh bị thất học trong vụ việc cha mẹ tranh giành, con có nguy cơ thất học, ông đã làm việc với các bên liên quan đề nghị giải quyết nhanh vấn đề này. Theo đó, ông Bình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ của bé N để bé được đi học trở lại. Ngoài bố trí chỗ học cho bé N tại quận 7, ông Bình yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh theo dõi quá trình xử lý việc học của bé N để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong suốt quá trình học của bé nếu tiếp tục vướng giấy tờ. Bên cạnh đó, ông Cao Thanh Bình đã kết nối với trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân Hà Nội để có hướng giải quyết hồ sơ học bạ cho bé N sớm đi học trở lại do hồ sơ học bạ của bé N đang được giữ ở trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến nay các cơ quan ban ngành tại Hà Nội đã đưa ra hướng xử lý để bé N có thể có bản sao học bạ để học tập tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Ông Cao Thanh Bình khẳng định, trong quá trình học năm học này nếu bé N có những vấn đề vướng mắc về giấy tờ mà Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết được, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân Hà Nội để có hướng hỗ trợ giải quyết, rất tội cho bé N bé đã thất học một năm, bé phải được đi học trở lại ngay từ năm học mới. Trước đó, bé NNN, 12 tuổi, ngụ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đang đứng trước nguy cơ tiếp tục thất học trong năm học 2024-2025 sau gần một năm không được đi học do cuộc tranh giành con giữa ông NDD ở Hà Nội và bà NTM ở thành phố Hồ Chí Minh sau ly hôn. Vào giữa tháng 11 năm 2023, cháu N khi đang là học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Cầu Giấy Hà Nội, đã tháo chạy khỏi bố để vào sống cùng mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ ruột cháu N đã gửi đơn cầu cứu đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các hội bảo vệ quyền trẻ em để có thể nhập học cho cháu. Với giấy tờ khai sinh của cháu N, chị M đi khắp các trường ở thành phố Hồ Chí Minh xin học cho con. Chị đến đâu các trường đều lắc đầu vì cháu không có học bạn và đặc biệt hàng loạt trường thông tin họ nhận được đơn thư yêu cầu không tiếp nhận cháu nở vào học khi bố không đồng ý. Vào tháng 12 năm 2023, một trường tư thục ở quận 7 trên tinh thần đảm bảo quyền được học của đứa trẻ đã nhận cháu nở, yêu cầu gia đình sớm bổ sung hồ sơ. Vậy nhưng chỉ được 2 tuần, chị M nhận thông báo trường trả cháu về. Phía nhà trường giải bày, có người đã liên hệ đến trường đe dọa sẽ tố cáo trường tiếp nhận cháu nở vào học mà không được sự đồng ý của bố cháu N không được đi học từ đó đến nay. Trước đó, sáng ngày 28 tháng 8, luật sư Trần Thị Thu Hà, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết, hội đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo cầu giấy, Trường Trung học cơ sở cầu giấy, Hà Nội và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải quyết tiếp nhận cho cháu NNN đi học. Nếu trường hợp mẹ cháu bé vẫn không rút được hồ sơ, Trung ương Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam sẽ can thiệp trực tiếp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng có văn bản ký ngày 23 tháng 8 gửi phòng giáo dục và đào tạo cầu giấy, trường trung học cơ sở cầu giấy đề nghị tạo điều kiện để cho cháu NNN rút hồ sơ và chuyển trường nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của cháu N, -n cũng như đề nghị phòng giáo dục và đào tạo quận 7 tiếp nhận cháu n, n. Ngày 1 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can có hành vi tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Bình Thuận. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2021 đến năm 2023, trong quá trình làm việc tại hai địa điểm kinh doanh thuộc công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Bình Thuận tại thị trấn Thuận Nam và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, một số nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý thu chi tại địa điểm kinh doanh đã lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt số tiền do mình có trách nhiệm quản lý để sử dụng mục đích cá nhân xác định hành vi trên có dấu hiệu tội phạm tham mô tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an hàm thuận nam đã thu thập chứng cứ lấy lời khai những người liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam xác định 7 nhân viên gồm dtl sinh năm 1994, trú tại phường phú tài thành phố phan thiết nhp sinh năm 1994, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. HVP, sinh năm 1994, trú tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. PTG, sinh năm 1993, trú tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. PTD, sinh năm 2000, trú tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam. NVL, sinh năm 1990, trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. TQT, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam các đối tượng đã tham ô tài sản với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 5 trên 7 đối tượng về tội tham ô tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của hai nghi can còn lại. Ngày 31 tháng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, cựu cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Chư Prong tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày mùng 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong lái ô tô con biển kiểm soát 81A 32383 chở anh NQM đi đánh bia tại xã Yammer Mơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Tại quán, Phong cùng hai người khác đánh bia và cùng nhau uống hết 10 lon bia. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Phong lái ô tô biển kiểm soát 81A 32383 chở hai người này đi hát karaoke tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prong, huyện Chư Prong, và tiếp tục uống bia. Đến 18 giờ 30 phút Phong tiếp tục lái xe chở hai người đi về xã Ya Mơ, huyện Chư Prong, theo hướng thị trấn Chư Prong, đi xã Yà Drang trên tỉnh lộ 663. Lúc đến đoạn đường km 18 cộng 400, đoạn qua thôn Hợp Thắng, xã Yà Drang, huyện Chư Prong, ô tô tông vào bà VTH, 49 tuổi, ngụ thôn Hợp Thắng, xã Yà Drang, đang đi bộ cùng chiều khiến nạn nhân tử vong do đa chấn thương. Sau khi sự việc xảy ra, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan chức năng đã đo nồng nộ cồn 4 lần đối với lái xe Nguyễn Hồng Phong với kết quả 0,841mgm1l khí thở, 0754 trên 1 l khí thở, 0,675mgm1l khí thở, 0830 trên 1 l khí thở. Bị can Nguyễn Hồng Phong bị tạm giam từ ngày 4 tháng 5. Ngày 6 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai Khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp tạm giam. Ngày 22 tháng 7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh. Sau tai nạn, bị can Nguyễn Hồng Phong đã bồi thường, khắc phục hậu quả số tiền 420 triệu đồng. Gia đình bị hại có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can. Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, bị can Nguyễn Hồng Phong đã phạm tội với tình tiết định tội là trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác, quy định tại điểm B khoản 2 điều 260 của Bộ luật hình sự. Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Tràng Bàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 45 bị can về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng. Trong đó có 26 bị can bị khởi tố về tội giết người, 18 bị can bị khởi tố về gây dối trật tự công cộng và ba bị can bị khởi tố về tội mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có hai bị can đã khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng. Trong vụ án hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau tại khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Tràng Bàng khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng. Ngoài ra, công an còn cho gia đình bảo lãnh một số đối tượng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trước đó khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8, tại thị xã Tràng Bàng, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đánh nhau gây náo loạn trong đêm. Ngay sau sự việc, ban giám đốc công an tỉnh tây ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và truy bắt những người lẩn trốn. Quá trình điều tra ban đầu xác định những người tham gia ẩu đà của hai nhóm có độ tuổi từ 13 đến 34 tuổi, sinh từ năm 2011 đến năm 1990. Cầm đầu hai nhóm này là Nguyễn Minh Lợi, sinh năm 2008 và Nguyễn Trường Huy, sinh năm 2007, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng. Tìm hiểu nguyên nhân, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Lợi thấy Nguyễn Trường Huy thường xuyên sử dụng Facebook nhắn tin trêu chọc MAT sinh năm 2008, ngụ thị xã Tràng Bàng là bạn gái của Lợi, nên giữa Lợi và Huy xảy ra mâu thuẫn. Hai người đã hẹn gặp đánh nhau để giải quyết vụ việc này. Ngày 25 tháng 8, Nguyễn Trường Huy rủ Phạm Văn Đô, sinh năm 2008, cùng 28 người khác trong nhóm ngụ tại thị xã Tràng Bàng, hẹn nhóm Nguyễn Minh Lợi có 28 người đến khu vực sân bóng Lộc Phước, phường Lộc Hưng thị xã Tràng Bàng để giải quyết mâu thuẫn. Những người trong nhóm của Nguyễn Trường Huy, cầm đầu gồm Võ Trần Tuấn An, đã dùng cây chìa ba răng đâm TLPD sinh năm 2006. Hà Minh Chiết dùng cây chìa ba răng đâm NTKN sinh năm 2001. Trương Gia Huy sinh năm 2006 dùng ống tuyếp sắt có đầu nhọn đánh DTG sinh năm 2008. Hậu quả làm NTNK và TLPD tử vong, còn DTG bị thương nặng. Ngoài ra, trong nhóm của Huy có Trần Hạo Nam đã dùng súng rulo. Sau khi vụ việc xảy ra, Nam đưa súng cho Võ Đăng Khoa cùng nhóm phi tăng. Căn cứ tài liệu chứng cứ và kết quả điều tra, ngày 31 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và Công an Thị xã Tràng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bắt giam 45 bị can để điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ nổ súng bắn hai vợ chồng ở Đồng Nai tại thành phố Biên Hòa, các bác sĩ cho hay hiện người chồng đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó chiều 30 tháng 8, bệnh viện chợ đấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho hai bệnh nhân trong vụ nổ súng. Theo các bác sĩ, sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân ở Đồng Nai là hai vợ chồng được chuyển đến bệnh viện với chẩn đoán vết thương do đạn bắn. Kết quả khám và chẩn đoán hình ảnh lúc cấp cứu cho thấy bệnh nhân MVA là người chồng có vết thương gan xuyên thấu và vết thương thận phải, vết thương đầu vùng thái dương phải. Bệnh nhân được các bác sĩ khoa ngoại gan mật tụy, mổ mở rộng lỗ vào và lỗ ra vết thương gan, khâu cầm máu, khâu lại nhu mô gan, lấy dị vật kim loại là đầu đạn ở thành bụng bên phải. Bác sĩ khoa ngoại tiết niệu buộc phải cắt thận do thận phải vỡ. Khoa ngoại thần kinh tiếp tục theo dõi máu tụ trong não, xuất huyết dưới nhện, bể sọ, dị vật trong sọ. Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương, bệnh viện trợ rẫy cho biết người chồng nhập viện trong tình trạng nặng cần phải thở máy truyền máu số lượng lớn hội trần các chuyên khoa về tiêu hóa thần kinh gan mật ngoại niệu bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mổ tiên lượng nặng nguy cơ tử vong cao còn người vợ là dtt cũng nhập viện trong tình trạng có vết thương ở bụng gãy xương cánh chậu phải có dị vật phản quang vùng mông bệnh nhân đã được mổ cấp cứu và chuyển về nằm tại khoa ngoại tiêu hóa hiện tại bệnh nhân tỉnh tiếp xúc nói chuyện được ngồi dậy được tuy nhiên vết thương vùng bụng cần được theo dõi từ 5 đến 7 ngày để đánh giá có phát sinh những tổn thương khác hay không. Theo thông tin ban đầu, Six Mick, một nhóm khoảng 3 người vào khu vực chợ cá Hóa An to tiếng và dùng hung khí, rượt đuổi anh DV Toàn, nhân viên bốc xếp tại chợ, vào dạng sáng 30 tháng 8. Thấy vậy, nhiều người đứng ra căn ngăn vụ đuổi đánh Toàn. Lúc này, Toàn bỏ đi rồi quay trở lại mang theo một khẩu súng. Theo một số người dân, khi Toàn quay lại đã gặp nhóm ba người ở một quán cà phê gần chợ Hóa An. Tại đây, Toàn rút súng bắn vào đầu ông MVA và bắn vào vùng bụng của bà DTT, vợ ông A, khiến hai vợ chồng ông A bị thương nặng. Sau khi gây án, Toàn đã bị công an bắt giữ. Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 15 người liên quan trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi để sử dụng vào các hoạt động khiêu dâm và hành vi mua bán tài khoản ngân hàng. Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhóm người hoạt động mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Nhóm này núp bóng dưới danh nghĩa là các cơ sở kinh doanh có điều kiện để hoạt động. Sau thời gian theo dõi, tối ngày 22 tháng 8, lực lượng trinh sát công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với trinh sát cục cảnh sát hình sự bộ công an và lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Long An đồng loạt kiểm tra các địa điểm tại thành phố Biên Hòa, huyện Tràng Bom tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An bắt giữ những người liên quan công an đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Duy, 28 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Huỳnh Ngọc Thuận, 26 tuổi, quê Tiền Giang, Nguyễn Xuân Việt, 30 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Thu Hà, 31 tuổi, ngụ huyện Tràng Bom khi đang có hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi và các hoạt động khiêu dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage. Đặc biệt, tại một cơ sở kinh doanh massage ở phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Lực lượng Công an bắt nghi can đang có hành vi dâm ô với một bé gái chưa đủ 16 tuổi là nhân viên của cơ sở này. Cũng tại đây, Công an còn bắt giữ 10 người có hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng do Nguyễn Xuân Việt, 35 tuổi và Lê Thị Lanh, 35 tuổi, đều ngụ huyện Vĩnh Cửu cầm đầu. Ngoài việc bắt giữ các nghi phạm, Công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm này. Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Sáng 31 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ PC07 thành phố Hồ Chí Minh thông tin phối hợp với lực lượng chức năng quận Gò Vấp điều tra vụ hỏa hoạn tại căn nhà số 359 Quang Trung, phường 10 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn kèm theo mùi khét. Khi đến kiểm tra, phát hiện ngôi nhà tại địa chỉ số 359 đang bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Trần Việt Danh và bà Trần Thị Việt Hòa, con dâu ông Danh, đã thoát nạn qua ban công, lối thoát khẩn cấp phía trước nhà. Còn anh Nguyễn Ngọc Danh, con của ông Danh, thoát nạn ra phía cửa chính. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Gò Vấp, điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Mạng xã hội xôn xao thông tin bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam sẽ được ra tù trước dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thông tin này sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và gây ra nhiều tranh luận do bà Hằng chưa hết thời gian chấp hành án phạt tù. Một số ý kiến khác cho rằng bà Hằng được đặc xá dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Trước thông tin trên, một nguồn tin cho biết bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước thuộc Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, hay còn gọi là Cục 8 Bộ Công an, trú đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nguồn tin khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng không có trong danh sách được giảm án dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 như mạng xã hội lan truyền. Nguồn tin cho hay, trong số danh sách được giảm án đợt này, trại giam An Phước không có tù nhân nào là Nguyễn Phương Hằng. Qua giả soát hồ sơ, bà Hằng hiện đang phải chấp hành án phạt tù với thời gian còn lại là 3 tháng 24 ngày, hoàn toàn không có việc đã mãn hạn tù như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn tin cho hay, sau đợt xét đặc xá vào dịp lễ, các tù nhân cải tạo tốt cũng được xem xét để cho hưởng đặc xá bình thường. Việc xét đặc xá phải tuân theo các trình tự đầy đủ và gửi đến các cơ quan tố tụng. Trước nhiều đoạn video được lan truyền trên mạng với nội dung bà Nguyễn Phương Hằng đã về nhà, hàm ý bà được đặc xá tha tù trước thời hạn, chồng của bà là ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là ông Dũng lò vui khẳng định thông tin trên là không đúng. Ông Dũng cho biết các video được cắt ghép tào lao. Hồi đầu tháng 4 Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.